Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 2359, 6 cây sâm hương 350k, 400k bao ship nha. Cái này 400k nha quý vị. Mấy cái kia nhỏ hơn là 350 nha, bữa này bự hơn là 400 nha, bao ship toàn quốc nha. Anh nào quen thì ship code lại chuyển khoản nha. Đầu tiên là cây số 1 nè, nó đế nữa nè, tàn nữa nè, thấy không? Rồi một cây, cây số 2 nè, đế đây nè, bàn tay đây tỷ lệ nha, cái tàn nha. Hai cây, cây số 3 quái nè, thấy không? Rồi ba cây. Hết chân mũi rồi. Thôi cãi đi, khỏi đi. Rồi cây số 4 nha quý vị. Tổng cộng là 4 cây ha, rồi thêm 2 cây nữa nha. Lô này 6 cây là 350 đó. Đây nè. Cây thứ 5 nè. Đó. Tàn đó nha. Rồi cây cuối cùng là cây số 6. Đây quái luôn nha. Đó. Rồi 6 cây nha quý vị. Kết thúc luôn quý vị ơi.